Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 42. Tại Paris, Bộ trưởng Xuân Thủy họp báo lên án thái độ của Washington. Thứ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã tuyên bố lên án cuộc ném bom của Mỹ. Tại Kulenbeck, đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời sau khi tuyên bố phản đối Mỹ cùng bỏ phòng họp. Ngày 21, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra tuyên bố lên án chính quyền Nixon leo thang chiến tranh, trì hoãn ký hiệp định. Ngày 22, phía Mỹ gửi tiếp một công hàm đề nghị Kissinger và Lê Đức Thọ gặp nhau vào mùng 3 tháng Giêng 1973. Và nếu Việt Nam chấp nhận thì Mỹ sẽ ngừng ném bom phía Bắc từ vĩ tuyến 20 trở lên từ ngày 30 tháng 12. Phía Việt Nam cũng chưa vội trả lời. Ngày 26, Hà Nội mới trả lời, sau khi tình hình trở lại như trước ngày 18 tháng 12 năm 1972, cuộc họp giữa đại diện và chuyên viên hai bên sẽ tiếp tục để bàn về các nghị định thư và cuộc họp giữa cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy với Kissinger sẽ được tiến hành. Hà Nội đề nghị cuộc gặp này sẽ vào ngày 8 tháng 1 năm 1973. Ngày 27, Mỹ gửi công hàm đề nghị gặp chính thức ngày 8 tháng 1, gặp chuyên viên ngày 2 tháng 1. Trên cơ sở các nguyên tắc của văn bản tháng 10 và những thỏa thuận đạt được trong tháng 11 và tháng 12. Ngày 28, Hà Nội gửi công hàm xác nhận. Ngày 29, Mỹ thông báo sẽ ngừng ném bom ở phía Bắc vĩ tuyến 20 hồi 7 giờ chiều, giờ Washington ngày 29 tháng 12 năm 1972, tức 7 giờ ngày 30 tháng 12 năm 1972, giờ Hà Nội. Thế là chính quyền Nixon đã ngừng đàm phán để ném bom, nay lại ngừng ném bom để nối lại đàm phán. Chương 11. Hiệp đấu cuối cùng và Hiệp định Paris. Pháo đài bay không lật được thế cờ. Ngày 6 tháng 1 năm 1973, Lê Đức Thọ tới Paris. Năm 1968, Bộ trưởng Xuân Thủy tới phi trường De Gaulle trong vòng Nguyệt Quế của Tết Mậu Thân. Hôm nay, cố vấn Lê Đức Thọ tới trong hào quang của trận Điện Biên Phủ trên không. Xuân Thủy, đông đảo bà con Việt Kiều, các bạn Pháp, Lào, Campuchia, Phi, Mỹ Latin, hàng trăm nhà báo hồ hởi vây quanh ông. Có thể nói, đó là một cuộc meeting nhỏ chào mừng nhân dân Hà Nội bất chấp pháo đài bay của Mỹ đã đánh lui ý chí của Nixon muốn dùng sức mạnh áp đặt điều kiện với nhân dân Việt Nam. Trong lúc đoàn Việt Nam trở lại bàn hội nghị với tư thế người chiến thắng thì đoàn Mỹ chỉ gợi lên những hình ảnh tàn phá và đau thương còn nóng rực hơi bom trong lễ Giáng sinh. Những sự kiện chính trị mới nhất ở Washington còn theo họ như cái bóng. Nghị quyết ngày 2 tháng 1 năm 1973 của khối dân chủ đối lập ở Hạ viện đòi cắt tất cả những chi phí cho các hoạt động dân sự Mỹ ở Đông Dương, trừ kinh phí cho việc rút quân và hồi hương tù binh. Tiếp theo là nghị quyết tương tự của khối dân chủ ở Thượng viện, phong trào đòi chấm dứt chiến tranh ở khắp nơi. Khốn khổ cho Kissinger, bóng ma phản chiến theo ông ta đến mức như ông ta kể lại trong hồi ký ngày 13 tháng 1 năm 1973, trong khi cơ bản hoàn thành các văn kiện ở Paris, Kissinger về đến Washington. Nhưng rất nhiều nhà báo đã tập trung đón ông, nên đài chỉ huy phải cho máy bay của ông ta đỗ ở một góc cách xa căn cứ Homentech, ngoài cả tầm của máy thu hình. Kissinger ở Nhà Trắng.
trang 1526. Đã dùng đến con chủ bài mạnh nhất mà không đạt được mục tiêu. Trước sức ép của Quốc hội và quần chúng, chính quyền Nixon sẽ làm gì trong cuộc gặp gỡ sắp tới các đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời? Cuộc họp đầu tiên của đợt đàm phán này diễn ra tại ngôi nhà quen thuộc ở Gritsoeter, bắt đầu từ 11 giờ sáng. Đoàn Việt Nam khác với những lần trước không ra đón Kissinger ngoài cổng. Khi đoàn xe Mỹ tới, người bảo vệ Pháp ra mở cổng. Đoàn xe tiến vào sân, sân không có người Việt nào, chắc cũng hiểu ý nghĩa của sự lạnh nhạt đó. Kissinger dẫn đoàn của mình vào thẳng phòng họp để đón nhận cái chào lịch sự nhưng cũng lạnh nhạt của các đồng sự Việt Nam. Lê Đức Thọ nổ phát súng đầu, phê phán mạnh mẽ thái độ lật lọng của Mỹ, lên án cuộc ném bom tàn bạo 12 ngày đêm, rồi nói: các ông lấy cớ đàm phán gián đoạn để ném bom lại miền Bắc Việt Nam giữa lúc tôi vừa về đến nhà. Việc các ông đón tôi khi về đến Hà Nội có thể nói là rất lịch sự. Tôi có thể nói rằng hành động của các ông rất trắng trợn và thô bạo. Các ông tưởng làm như vậy có thể khuất phục được chúng tôi, nhưng các ông nhầm. Chính các ông đã làm cho cuộc đàm phán khó khăn. Chính các ông đã làm cho danh dự nước Mỹ bị hoen ố. Ông đòi Mỹ chấm dứt thủ đoạn thương lượng trên thế mạnh và đi vào đàm phán nghiêm chỉnh. Kissinger không bảo chữa hăng hái như những lần trước, chỉ thanh minh rằng sở dĩ có những sự việc vừa qua là vì cách đàm phán của Việt Nam trong tháng 12 làm cho Washington cho là Việt Nam kéo dài đàm phán, không muốn giải quyết. Bây giờ, số vấn đề tồn tại đã giảm xuống con số rất nhỏ. Nếu lần này chúng ta không thể giải quyết được, thì tôi chắc rằng các lần sau cũng không thể giải quyết được. Tôi hy vọng rằng kết thúc đợt họp này thì chúng ta sẽ đem lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Lê Đức Thọ tiếp tục phê phán Mỹ gay gắt. Tôi có nghe những tính từ, tôi đề nghị không dùng những từ đó, Kissinger nói. Tôi dùng những tính từ đó cũng là kiềm chế lắm rồi, ông Thọ đáp. Chứ dư luận thế giới, các nhà báo và chính các nhân vật ở Mỹ còn dùng những câu chữ dữ dội hơn nhiều. Kissinger ngồi im. Chuyển sang bàn chương trình nghị sự, không khí vẫn căng thẳng. Kissinger yêu cầu dựa trên cơ sở những thỏa thuận ngày 23 tháng 11 năm 1972 như đã nêu trong các công hàm gửi Hà Nội ngày 18 tháng 12 và 27 tháng 12 năm 1972, tức là đòi quân đội miền Bắc rút về miền Bắc. Lê Đức Thọ bác bỏ quan điểm đó và khẳng định rằng cơ sở tiếp tục thảo luận là kết quả làm việc cho đến ngày 13 tháng 12 năm 1972. Do vậy, trong hiệp định chỉ còn hai vấn đề lớn: khu phi quân sự và cách ký các văn kiện. Ngoài ra, còn có một số vấn đề không phải là quan trọng do các chuyên viên nêu lên. Cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề cơ sở thảo luận là gì, thỏa thuận ngày 23 tháng 11 năm 1972 hay các thỏa thuận cho đến ngày 13 tháng 12 năm 1972, kéo dài đến hết buổi sáng. Lê Đức Thọ nói, không, bây giờ dứt khoát đi, chỉ còn hai vấn đề đó để thảo luận thôi, rồi đến các vấn đề cụ thể khác. Nếu ông đồng ý hai vấn đề đó, thì chúng tôi thảo luận. Tôi giữ đúng điều trong thông điệp của các ông gửi cho chúng tôi. Lời các ông nói còn đó, biên bản còn đó. Tôi thấy ông là người rất quanh co. Đến đầu buổi chiều mới thỏa thuận được chương trình làm việc, giải quyết hai vấn đề lớn trong hiệp định, bàn các hiểu biết và nguyên tắc các nghị định thư, sau đó bàn vấn đề thời gian biểu. Hai vấn đề lớn tồn tại của hiệp định. Ngày 9 tháng 1, họp tại nhà của một kinh doanh Mỹ ở Saint-Nom-la-Brette trên một ngọn đồi nhỏ do phía Mỹ sắp xếp, bàn hai vấn đề tồn tại của hiệp định. Đến phiên họp
ngày 12 tháng 12 năm 1972. Trong vấn đề khu phi quân sự, chỉ còn một chỗ khác là ghi vấn đề đi lại của nhân dân hay ghi vấn đề qua lại dân sự. Người ngoài cuộc có thể thắc mắc có gì vướng mắc giữa hai khái niệm đó để không thể thỏa thuận được. Người ta nhớ Hiệp định Geneva 1954 quy định việc thành lập một khu phi quân sự ở hai bên vĩ tuyến 17 được coi là giới tuyến quân sự tạm thời nhằm giải quyết vấn đề tập kết, chuyển quân, cách ly hai miền Nam Bắc Việt Nam trong 2 năm chờ đợi thống nhất nước Việt Nam. Hai bên đã đồng ý giữ khu phi quân sự, giới tuyến quân sự tạm thời, nhưng mỗi bên có sự lo lắng riêng của mình. Phía Việt Nam coi nước Việt Nam là thống nhất, mọi quy định về khu phi quân sự, coi hai miền Nam Bắc là quốc gia riêng biệt, đều không thể chấp nhận được. Đây là vấn đề nguyên tắc không thể nhân nhượng. Phía Việt Nam cũng không muốn có sự hạn chế nào đối với sự đi lại của lực lượng quân sự của mình. Còn về phía Mỹ và Sài Gòn, họ muốn coi giới tuyến quân sự tạm thời là biên giới quốc gia và muốn ngăn chặn lực lượng quân sự, vũ khí đạn dược, lương thực từ miền Bắc vào miền Nam. Phía Mỹ đòi ghi công thức qua lại dân sự để muốn nói rõ rằng việc qua lại quân sự là mặc nhiên bị cấm. Phía Việt Nam không chịu ghi qua lại dân sự là muốn ngỏ cửa cho việc đi lại quân sự. Thật ra, phía Việt Nam cũng nêu quá cao vấn đề vì khi đó quân giải phóng miền Nam đã hoàn toàn làm chủ phần Nam của khu phi quân sự. Nếu hiệp định được ký kết trên nguyên tắc ngừng bắn tại chỗ thì họ vẫn có quyền đóng tại Nam khu phi quân sự. Về phía Mỹ, họ đã chịu mất khu phi quân sự, toàn tỉnh Quảng Trị nối với Tây Nguyên thì việc ngăn cấm lực lượng quân sự chỉ mang ý nghĩa lý thuyết nếu không phải là vô tích sự. Trong cuộc thương lượng về khu phi quân sự, đến ngày 23 tháng 11 năm 1972, hai bên đã thỏa thuận công thức. Hai miền tôn trọng khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời. Ngày 12 tháng 12 năm 1972, phía Việt Nam đề nghị ghi: trong các vấn đề thương lượng qua lại giới tuyến quân sự tạm thời, Kissinger nói nếu thêm chữ dân sự thì có khả năng xem xét. Tuy vậy, vấn đề vẫn bị treo lại. Vào phiên họp hôm nay, Lê Đức Thọ khai thông việc giải quyết vấn đề khu phi quân sự bằng cách đưa ra công thức. Trong các vấn đề sẽ thương lượng có vấn đề đi lại của nhân dân. Kissinger nói có thể đồng ý nếu thêm phù hợp với tính chất đặc biệt của khu phi quân sự và với các điều khoản của hiệp định và các nghị định thư kèm theo hiệp định. Đến đây lại nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về đề nghị của Kissinger. Lê Đức Thọ giải thích rằng nhân dân không bao hàm quân đội, lực lượng vũ trang, nhưng cuối cùng đưa ra công thức. Trong vấn đề thương lượng có vấn đề thể thức qua lại dân sự, giới tuyến tạm thời. Kissinger chấp nhận. Kissinger còn đòi sửa lại điều 1. Mỹ không muốn thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam. Lê Đức Thọ bác bỏ ngay. Kissinger phải gác lại và xin hoãn họp ngày hôm sau. Các vấn đề nhỏ khác được thay đổi bằng cách đổi trác. Trong điều 12B về nhiệm vụ Hội đồng Hòa giải Hòa hợp Dân tộc, Mỹ đồng ý giữ chữ đôn đốc trong bản tiếng Việt để Việt Nam bỏ câu và các nghị định thư kèm theo hiệp định này. Mỹ đồng ý sửa câu đầu của điều 20A để Việt Nam đồng ý để chữ đã bị phá hủy trong điều 7. Câu đầu trong điều 20A trong văn bản thỏa thuận ngày 20 tháng 10 năm 1972 là: bốn chính phủ đủ tên triệt để tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đã được Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương và Hiệp định Geneva 1962 về Lào công nhận. Ngày 7 tháng 12, hai bên đã thỏa thuận. Các bên tham gia hội nghị Paris về Việt Nam
triệt để tôn trọng Hiệp định Geneva 1954 về Campuchia và Hiệp định Geneva 1962 về Lào để tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của chấm lửng. Hôm nay, hai bên giải quyết xong vấn đề về công thức. Các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam triệt để tôn trọng Hiệp định Geneva 1954 về Campuchia và Hiệp định Geneva 1962 về Lào đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Lào và Campuchia, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của các nước đó. Đến đây, văn bản hiệp định coi như đã hoàn thành. Các hiểu biết. Cuối ngày 9, ngày 10 và sáng ngày 11, hai bên chủ yếu bàn giải quyết cho xong các hiểu biết. Đặc điểm của Hiệp định Paris về Việt Nam là ngoài các nghị định thư phụ lục ra, còn có những hiểu biết. Đây là một loại hình thỏa thuận mà các bên ký kết vì lý do của mình, thấy không nên hoặc không cần ghi vào hiệp định hoặc nghị định thư kèm theo. Nội dung các hiểu biết có thể là những vấn đề cụ thể, có thể là vấn đề nguyên tắc. Các hiểu biết tuy vậy vẫn được coi là bộ phận của hiệp định. Kèm theo Hiệp định Paris lần này có 8 hiểu biết. 5 bản có ý nghĩa thực chất, 3 bản có ý nghĩa kỹ thuật. Hiểu biết về việc Mỹ chấm dứt trinh sát đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mỹ đã chấp nhận vấn đề này, nhưng hôm nay hai bên mới thỏa thuận cách viết. Thực tế là thông qua văn bản hai bên đã chấp nhận ngày 12 tháng 12 năm 1972. Hiểu biết về trao trả nhân viên dân sự bị bắt. Ngày 10 tháng 1 năm 1973, Kissinger đọc hiểu biết về nhân viên dân sự Việt Nam bị giam giữ ở miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các bên miền Nam Việt Nam trao trả trong khuôn khổ thời gian định ra bởi các điều khoản phù hợp của hiệp định và trao trả đa số có thể được trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nói rõ rằng tác dụng của ảnh hưởng đó trực tiếp chịu ảnh hưởng của 1. Mức độ của việc bố trí lại lực lượng thuộc quyền chỉ huy của chính phủ cách mạng lâm thời cũng như cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ đề nghị ngày 23 tháng 11 năm 1972. Và 2. Mức độ tiến bộ về việc phục viên lực lượng vũ trang Nam Việt Nam trong Điều 131. Lê Đức Thọ: Tôi hoàn toàn bác bỏ đề nghị này của ông. Tôi không thể chấp nhận được. Tại sao ông bác bỏ? Kissinger hỏi. Lê Đức Thọ: Vì đề nghị của tôi với ông về cái gọi là lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam thuộc chính phủ cách mạng lâm thời bố trí lại một cách tượng trưng. Chúng tôi đề nghị điều đó trong khuôn khổ yêu sách của chúng tôi đòi thay đổi điều 8C, nhân viên dân sự Việt Nam bị giam giữ. Về sau ông không chịu, chúng tôi để nguyên điều 8C và chúng tôi chỉ giữ điều cam kết mà ông đã nói với chúng tôi. Chúng tôi cũng nhắc tới điều đó trong thông điệp của chúng tôi gửi cho Tổng thống Mỹ. Vì vậy cho nên, sự trả lời của Tổng thống đã tỏ ra thỏa mãn với sự trả lời của chúng tôi về điều 8C và về việc thay thế vũ khí và do đó đã coi văn bản hiệp định là hoàn thành. Trong thông điệp, chúng tôi có nhắc đến lời cam kết đó cho nên chúng tôi vẫn giữ cái đó. Bây giờ ông đặt ra vấn đề phức tạp như thế này thì tôi cho rằng sẽ không giải quyết được và tôi cho rằng bằng cách đặt vấn đề như thế này ông sẽ làm trở ngại cho việc giải quyết vấn đề Việt Nam. Cho nên, chúng tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Tôi đã nói điều này nhiều lần lắm rồi. Lê Đức Thọ còn phê phán Kissinger đã lật ngược các điều cam kết của Kissinger rất nhiều lần. Kissinger cố gắng thanh minh và nói: Những điều chúng tôi nói trong đoạn 2 văn bản này là những điều kiện khách quan. Nhưng thôi, chúng tôi thấy không cần nói như vậy trong một sự hiểu biết. Do đó, để giải quyết công việc nhanh chóng, chúng tôi xin rút lui đoạn thứ hai. Sang vấn đề hiểu biết,
về việc rút tàu chiến và tàu sân bay Mỹ ra khỏi bờ biển Việt Nam, có hai vấn đề phải thảo luận là xa bờ biển Việt Nam hay xa bờ biển Bắc Việt Nam thôi. Lê Đức Thọ đọc lời dự thảo, đòi các tàu chở máy bay của Hoa Kỳ sẽ di chuyển nơi đậu ra xa, cách bờ biển Việt Nam 300 hải lý, căn cứ vào thông điệp của Hoa Kỳ ngày 30 tháng 10 năm 1972 và bắt đầu thi hành từ ngày ký hiệp định. Kissinger đưa ra nhiều lý do để lùi lại 60 ngày mới thực hiện việc đó và chỉ rút cách bờ biển Bắc Việt Nam 300 hải lý, còn đối với bờ biển Nam Việt Nam thì không thể như thế được. Lê Đức Thọ phê phán Kissinger là lật ngược lại lời tuyên bố ngày 20 tháng 10 năm 1972 của ông ta, và như vậy Mỹ vẫn uy hiếp miền Nam Việt Nam. Hôm đó chưa giải quyết được. Đến ngày 13 tháng 1 năm 1973, phía Mỹ nhận có hai hiểu biết. Một hiểu biết nói, Hoa Kỳ có ý định chắc chắn chuyển các tàu chở máy bay của mình ra khỏi bờ biển Bắc Việt Nam quá 300 hải lý. Một hiểu biết miệng đối với miền Nam Việt Nam. Sau khi rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ có ý định chắc chắn không đậu các tàu chở máy bay của mình cách xa bờ biển Việt Nam dưới 100 hải lý. Hiểu biết về nhân viên dân sự Mỹ liên quan đến quân sự. Để cho chính quyền Sài Gòn có thể đứng được, Nixon ồ ạt đưa thêm vũ khí vào miền Nam Việt Nam và theo kế hoạch tăng cường, đồng thời lập văn phòng tùy viên quốc phòng GAO để thay Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở Sài Gòn. Nhân viên dân sự nói đây là những quân nhân mặc dân sự của DAO. Mỹ đã chấp nhận rút rồi, vấn đề còn lại là trong thời hạn nào. Lúc đầu, phía Mỹ đòi 15 tháng. Phía Việt Nam đòi 6 tháng, phía Mỹ xuống dần 14 tháng rồi 12 tháng, phía Việt Nam đồng ý 12 tháng. Hiểu biết về Lào và Campuchia. Trong đợt đàm phán tháng 11 năm 1972, Mỹ tỏ ra muốn có ngừng bắn sớm ở Lào, đồng thời hoặc vài ba ngày sau ngừng bắn ở Việt Nam, và muốn cùng Việt Nam dùng ảnh hưởng để chấm dứt các hoạt động tấn công và khôi phục Ủy ban quốc tế ở Campuchia. Đây là những vấn đề liên quan đến chủ quyền của Lào và Campuchia. Việt Nam không thể thay mặt hai nước đó mà bàn bạc với Mỹ được. Tuy vậy, ta có thể bàn bạc với Lào vì Neo Lào Hắc Sạt là đồng minh thân thiết của ta. Neo Lào Hắc Sạt đã thông báo chính thức cho ta đồng ý sẽ sớm ký hiệp định với chính phủ Phu Ma. Và ngày 21 tháng 2 năm 1973, Hiệp định về lập lại hòa bình ở Lào đã được ký kết tại Lòng Chăn sau Hiệp định về Việt Nam 3 tuần. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập 2, trang 540. Đối với Campuchia, vấn đề có khó khăn hơn vì Trung Quốc có ảnh hưởng ở đây và phái Lon Non lại chống Việt Nam. Lần này, phía Mỹ muốn ngừng bắn sớm hơn và đặt lại vấn đề Campuchia. Đoàn Việt Nam kiên quyết không bàn thêm về vấn đề Campuchia và nhận sẽ bàn với đồng minh Lào ngừng bắn trong vòng 15 ngày sau khi Hiệp định về Việt Nam được ký kết. Sau hai bên thỏa thuận, chỉ có hiểu biết về Lào. Còn về Campuchia, phía Mỹ đành bằng lòng với đoạn C. Sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ tích cực góp phần mình vào việc lập lại hòa bình ở Campuchia. Trong công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 21 tháng 10 năm 1972 trả lời công hàm ngày 20 tháng 10 của Tổng thống Mỹ về vấn đề này, Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1523. Ngoài 5 hiểu biết trên đây, còn 3 hiểu biết nữa có tính chất kỹ thuật, giao cho chuyên viên duyệt lại. Cách ký hiệp định. Cách ký là một vấn đề kỹ thuật, nhưng thật ra lại là vấn đề chính trị mà cả bốn bên đều quan tâm. Đây là một cuộc hội nghị gồm bốn bên thuộc hai phe. Các bên khác phe không ai công nhận ai. Riêng Mỹ không công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về ngoại giao, nhưng công nhận là một đàm phán có giá trị
và đã nhận sẽ cùng ký. Và làm sao có thể khác được khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là địch thủ của chính Mỹ? Ý của Mỹ và Nguyễn Văn Thiệu là không công nhận chính phủ cách mạng lâm thời. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam sẵn sàng ký với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng kiên quyết không chấp nhận việc gạt bỏ tên chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam trong các văn kiện và cách nêu tên người ký kết. Như vậy, không chỉ có vấn đề cách ký mà cả vấn đề nêu tên các bên ký kết và chức vụ người ký kết. Trong đợt đàm phán lại tháng 12 năm 1972, lúc đầu Kissinger đề nghị Mỹ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời ba bên ký chung một văn bản có lời mở đầu ghi đủ tên bốn chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao ký. Chính phủ Cộng Hòa Việt Nam ký riêng một bản với lời mở đầu Việt Nam Cộng Hòa hành động phối hợp với các bên tham gia hội nghị Paris. Năm ngày sau, Kissinger lại đề nghị Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký một văn bản với lời mở đầu và điều 23 ghi đầy đủ. Điều 23 quy định hiệp định do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký. Chính phủ cách mạng lâm thời và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mỗi bên ký dưới hình thức công hàm gia nhập. Lê Đức Thọ không đồng ý cả hai cách và ngày 11 tháng 12 đề nghị ký ba văn bản, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ ký một văn bản, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời mỗi bên ký một văn bản hiệp định cùng một nội dung. Nhưng ngày 13 tháng 12 lại rút lại. Trong đợt đàm phán lại tháng 1 năm 1973, Lê Đức Thọ đòi hai bên ký và bốn bên ký. Kissinger không đồng ý và đề ra ba cách ký để chọn một. Chỉ có hai bên, Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký như đã thỏa thuận tháng 10 năm 1972. Ký bốn bên nhưng không có tên chính phủ cách mạng lâm thời và Việt Nam Cộng Hòa trong lời mở đầu, không có chức vụ người ký. Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký một văn bản, lời mở đầu và điều 23 đầy đủ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời ký hai văn bản riêng, nội dung hiệp định đầy đủ nhưng lời mở đầu không có tên bốn chính phủ, ký tên nhưng không có chức vụ. Cả ba cách giống nhau ở một điểm, không có tên chính phủ cách mạng lâm thời và chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời. Ngày 9 tháng 1, Lê Đức Thọ đề nghị công thức mới. Mỹ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ ký tắt, bốn bên ký chính thức với lời mở đầu, có tên bốn chính phủ, người ký có nêu chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phía Mỹ không chấp nhận. Sau khi văn bản hiệp định hoàn thành, Lê Đức Thọ đưa ra một công thức mới, mềm dẻo hơn. Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký với lời mở đầu và điều 23 đầy đủ. Bốn bên ký với lời mở đầu, các bên tham gia hội nghị Paris, không nêu tên bốn chính phủ. Hiệp định sẽ do bốn ngoại trưởng ký đồng thời. Ngày 11 tháng 1, hai bên tập trung giải quyết vấn đề cách ký. Dựa vào đề nghị trên của Lê Đức Thọ, Kissinger đề nghị hai bên ký, bốn bên ký, nhưng trong bản bốn bên thì mỗi bên ký một tờ riêng biệt và cả bốn tờ đó gộp chung vào hiệp định. Người ký đều có ghi chức vụ. Đến đây coi như đã thỏa thuận sẽ ký hai bên và bốn bên. Về văn bản hai bên ký, Lê Đức Thọ đề nghị lời mở đầu ghi đủ tên bốn chính phủ. Điều 23 ghi, văn bản này do Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Hoa Kỳ ký. Và văn bản hiệp định cùng nội dung và lời văn do Bộ trưởng Ngoại giao kể đủ bốn chính phủ. Ký cùng ngày hôm nay hợp thành một hiệp ước quốc tế lấy tên là Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Kissinger chỉ thêm bớt câu chữ và cuối cùng chấp nhận.
về văn bản bốn bên ký, Lê Đức Thọ đề nghị về lời mở đầu. Các bên tham gia hội nghị Paris, không ghi tên bốn chính phủ, đã thỏa thuận cam kết tôn trọng và thi hành những điều khoản sau đây. Về điều 23, ông đề nghị ghi công thức. Hiệp định này do Bộ trưởng Ngoại giao của các bên tham gia hội nghị Paris về Việt Nam ký và hiệp định có cùng nội dung và lời văn như hiệp định này do Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Hoa Kỳ ký cùng ngày hôm nay hợp thành một hiệp định quốc tế lấy tên là. Kissinger đồng ý nhưng cho rằng trong văn bản điều 23 không cần và không nên ghi Bộ trưởng Ngoại giao mà chỉ nên ghi đại diện của các bên. Tất nhiên ông Thọ không chịu. Cuối cùng, Kissinger cam kết rằng Mỹ dù không ghi Bộ trưởng Ngoại giao sẽ dùng ảnh hưởng của mình để Bộ trưởng Ngoại giao Sài Gòn ký và các bên ghi rõ chức vụ. Lê Đức Thọ chấp nhận ghi điều 23. Hiệp định sẽ có hiệu lực khi đại diện toàn quyền của các bên tham gia hội nghị Paris về Việt Nam ký. Về số trang dành để ký, hôm trước, Lê Đức Thọ đề nghị bốn bên cùng ký tên trên một trang. Kissinger đề nghị bốn bên ký bốn trang riêng. Hôm nay hai bên thỏa thuận ký trên hai trang, một trang Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời ký, một trang Mỹ và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ký. Các trang này đều đánh số thứ tự trong hiệp định, sẽ có hai lễ ký riêng biệt nhưng cùng trong một ngày. Buổi sáng, bốn bên ký, buổi chiều, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ ký. Địa điểm, Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Đại lộ Cullenberg. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.